2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào. Bình luận viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo cuối ngày. Sang Phan Rang sẽ gặp gỡ Phước Tim. Sang Phan Rang 9m, Phước Tim 4m5. Phước Tim nửa sân nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem. Trước đây thì Sang Phan Rang từng chấp cà ràng chỉ có 3m đích thôi. Cà ràng không có điểm nào, 12-0. Còn đây là Phước Tim 4m5. Các bạn hãy chờ xem Phước Tim sẽ làm gì đây trước Sang Phan Rang. Đang hừng hực khí thế luyện công trở lại. Phước Tim không phải là cái kỳ dạng vừa nha các bạn. Quá ghê tỉnh tồn của Phước Tim gì rồi. Một đều. Sang Phan Rang 9m, Phước Tim 4m5. Các bạn nào có đam mê chơi xe rắc hãy vào kênh Vũ Tuấn Xe Rắc nha. Vũ Tuấn Xe Rắc xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một đều. Đây là nhóm của Đạt Cà Tâm Tây Ninh. Nhóm Đạt Cà Tâm Tây Ninh. Một đều. Một đều. Không dễ dàng cho Phước Tim kèo này nha các bạn. Lại là Phước Tim tự sát tại nút lát gì rồi. 2-1. Bi Mui đã nghiêng về cho Sang Phan Rang. Các bạn trước đây từng chứng kiến, Đại Lâm cũng từng chứng kiến là Long Kỳ. Long Kỳ từng chấp Thiện Nhí Libido cũng có 4m, 4m5 thôi. Và Thiện Nhí cũng đã đầu hàng vô điều kiện với Long Kỳ. Còn hiện tại bây giờ tái hẹn lại Sang Phan Rang 9m và Phước Tim là Thiện Nhí. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào bờ kèo này nha. 3-1. Còn lần gần đây nhất Sang Phan Rang chấp cà ràng chỉ có 3m rưỡi thôi. Tỷ số là 12-0. Không thể tin nổi. Đẳng cấp của cà ràng các bạn cũng biết đấy. Mà 12-0. Lại là Phước Tim kiếm bóng ra ngoài. 3-1. Lại là Phước Tim đến hỏng. 5-1 hoặc 4-1 rồi. 5-1, xin lỗi các bạn ơi, 5-1 rồi nha. 5-1. Các bạn cũng biết đây, Phước Tim không phải là cái kia dạng vừa. Phước Tim từng thắng Linh Nhỏ tại sân Chuồng Bò. Còn đây là Phước Tim gặp gỡ Sang Phan Rang, các bạn hãy chờ xem nha. Đẳng cấp. Có thể nói một pha móc kỳ quá ghê gớm gì rồi của Phước Tim. Một pha móc kỳ sở trường của Long Kỳ ngày nào. Và Chen Len hiện tại bây giờ. Chen Len cũng có những cú móc kỳ như thế. Và Phước Tim vừa tái hiện lại Long Kỳ và Chen Len. Một pha móc kỳ bóng quá nhanh, quá quy lực giờ của Phước Tim. Phước Tim quê Tân Trụ, Long An. Sang Phan Rang quê Ninh Sơn, Ninh Thuận, Phan Rang. 2-5. Bikram. Các bạn thấy động tác của Sang Phan Rang chạy rất nhẹ nhàng. Bước chân rất nhanh. Đẳng cấp. Lại là một cú móc bóng vừa rồi của Sang Phan Rang. 6-2. Một pha vừa rồi có thể nói là đẳng cấp của Sang Phan Rang các bạn. Và một pha trước rất tuyệt vời của Phước Tim. Phước Tim lại tự sát. Tiếp tục. 7-2. Một pha dằn lưới rồi. Một pha cảm giác tốt và có phần may mắn gì rồi cho Phước Tim. 3-7.
Bóng ra ngoài, 47. Quá hay cho Phước Tim. Đang tiếp vào bóng đi rồi. Một cú móc vuốt bóng quá đẹp của San Fran ra ngoài. 57. Pha thiếu cảm giác rồi của San Fran. 6-7. 3-4 điểm liên tiếp rồi cho Phước Tim. 6-7. Phước đang rất tự tin với những cú móc bóng của mình. Lại là một pha trả đòn rồi của San Fran ra ngoài. 7 đều. Sau khi gác 7-3, hiện tại bây giờ là 7 đều rồi. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn. Tranh thủ thời gian thôi các bạn ơi. Các bạn nào có đời chơi đam mê chơi xe rắc, hãy vào kênh Vũ Tuấn Xe Rắc nha. Kênh xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tuấn Xe Rắc, tham quan tham khảo nha các bạn. Còn đây là nhóm của anh em Tây Ninh. Libro và Libro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ cứ đang mặt miết các bạn. Chú kiếm tiền đúng không, nhưng mà tiền không được. 7 đều. Cũng mới biết canh linh không bay. Quay kia nó. Quá hay cho hai bên. Lại là một pha giật lưới thiếu. Thiếu vừa rồi cho San Fran. 8-7. 5 quả liên tiếp Phước Tim. 5 quả liên tiếp vượt lên 8-7. Các bạn cùng đi đây. Phước Tim, cái kỳ của Phước Tim cũng không phải là dạng vừa. San Fran chấp có nổi sân thôi, các bạn cũng biết rồi đó nha. Cáp kèo và cáp kèo. Cáp kèo gì vậy? Đẳng cấp pha bóng đi rồi của Phước Tim. Có thể nói pha bóng đi rồi quá đẳng cấp cho Phước Tim. Một pha dặn sườn San Fran. 9-7. 6 quả liên tiếp cho Phước Tim. 9-7. Phước Tim đã tự tin trở lại rồi, rất tự tin. Quá hay cho Phước Tim. Đang tiếc bóng ra ngoài. 8-9. 8-9. Đang tiếc cho San Fran. Một pha phát bóng vừa rồi ra ngoài. 18. Có thể nói trận đấu Phước Tim rất đẳng cấp nhiều pha bóng của mình. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi cho Phước Tim. 90.
phước luôn. Chuyện giá qua không vốn hồn. Chúng tôi nó chạy nó. 90. Quả hay cho Sang. Thiếu. Một pha cố gắng của bóng qua sân, nhưng thiếu nha các bạn. Phước Tim chỉ có nửa sân thôi. 11 chính. Phước Tim chỉ có 4,5 m thôi. Quả hay cho Phước Tim. Lại là Phước Tim quá hay. Quá hay. Phước Tim đang tiếc cho Sang Phan Rang. Có thể nói một pha bóng đẳng cấp vừa rồi cho hai bên. Một pha phòng thủ hay. Một pha kết thúc hay cho Sang Phan Rang. Cuối cùng bóng ra ngoài. Xin chúc mừng Phước Tim. 12 chính. Quá hay. Bà gọi đi bà ơi. Các bạn thấy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.